Doanh nghiệp đổ vốn vào khu công nghiệp rồi tiếp tục chờ sổ đỏ. Đổ vốn đầu tư vào khu công nghiệp. Hoạt động lâu nay, doanh nghiệp vẫn chờ sổ đỏ. Đó là một thực tế bất ngờ được nêu ra tại buổi đối ngoại với một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở Đà Nẵng. Vấn đề này được nêu ra tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp 2024 với chủ đề tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức ngày 23 tháng 7. Nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phản ánh chậm có sổ đỏ khiến việc đầu tư mở rộng gặp khó. Nhiều công ty cho hay đã ký hợp đồng thuê lại đất của công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Hòa Cầm. Dù đến nay đầu tư các hạng mục và đưa vào sử dụng nhưng vẫn chưa có sổ đỏ. Ông Nguyễn Hữu Thọ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Bất động sản Sài Gòn, khu công nghiệp Hòa Cầm, ký hợp đồng thuê đất từ 2019 với diện tích 1 hectare như đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Chúng tôi mong muốn sớm có sổ đỏ để vay vốn tiếp tục sản xuất kinh doanh. Với tình trạng hiện nay thì doanh nghiệp chỉ được giải quyết cho thuê đất hàng năm nên không dám đầu tư mở rộng sản xuất. Many business in the industry park in Đà Nẵng report just the delay the receiving rest book made a difficult to the invest in the expanding production. Many companies such as they have a single land the contract. It's a industry about the environment. So I stock company. Although they have invested in the project and the person into you, they still do not have red book. We hope to soon have as a red book and borrow capital to the continue production and the business. With the current situation, business as the only allow the lead land the anony so they do not dare to the event expanding production.